Ok và hello nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình là Biusugi anh em ơi. Thì chào mừng anh em đã quay trở lại cái series mà Biusugi đánh thường và cùng môn đội diện với anh em nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ đánh dắt đi boss và lên theo build đồ của Hàn Quốc. Đấy. Build đồ của Hàn Quốc mày chơi không? Tao lại ui. Gắt vậy. Gì? Gắt vậy, cắt tay mình xuống bạn ơi. Bạn ơi. Úi giời, mất tóc biến rồi. Giết nó. Mày, coi nè. Mấy thầy chơi trả rồi. What the fuck. Và mình cầm dắt đi bot và lên theo build đồ của Hàn Quốc. Và Jit là sẽ là người support cho mình. Đấy. Rất là phê luôn. Mình được fan free luôn anh em. Rồi đấy. Đậu phòng. Ô, what the fuck. Nó ăn chết thằng kia luôn hả? Listen mà chơi không listen. Mình đánh thằng chết này trước. Listen à. Help me. Nice. Cú. What the fuck. Dạ vàng đi rừng bị quái rừng giết chết. Cái tay gì vậy đó. Kẹn lờ đi. Vô man. Vô đây man. Tôi phan cái nhẹ nè. Tôi phan cái nhẹ nè. Này cái nhẹ nè bạn ơi. Thôi về anh em ơi, về. Nguy hiểm gì ra rồi. Ngu ơi. Không về nè. Vào đây, quay đi. Ủa. Oh, what the fuck, mình tưởng e là chặn được cái quay của Lee Sin. Ngu người rồi. Món đầu tiên mình sẽ lên đó là cái tam hợp kiếm anh em. Đấy. What the fuck, mình tưởng e của Jack chặn được quy của Lee Sin, mình đứng nhanh nó đá luôn. Ai ngờ ngu người rồi. Thật vi diệu. Nhưng mà thằng Jack nó ăn được 2 mạng khá là ngon. Mày nhảy đi. Sao man? Cái chuyện gì nói chuyện man? Này, đã tỏ fan mà Jit ơi. Jit sung quá. Ok, được rồi. Mình đang mang bạn phải nói là sốc điện của bản thứ hai cho dắt build đồ Hàn Quốc. Vì cái build đồ này cần phải có bản sốc điện nó mới mạnh anh em à. Em mang build đồ season 9 à. Jit mang thứ thật. Đậu. Vào đây. Come here. Chạy đi. Trở lại thằng Lee Sin xuống nè. Thằng nó xuống. Sao Lee Sin nó xuống đây hoài vậy. What the fuck, thằng này có phải đi rừng không vậy? Hay là nó đi boss vậy? Mày nói cho tao một tiếng mày đi rừng hay mày đi boss vậy? What the fuck. Rồi hay quá, găng mít thành công rồi, quá phê. Quá đẻ luôn anh em ơi. Đấy, món đầu tiên là mình sẽ lên tay một kiếm, và món thứ hai là mình sẽ lên cái tay cái gì đỏ nè. Rồi cái món vuốt Strat. Đúng rồi. Moment. Nhảy đi. Đấy, còn hỏi gì này. Đúng rồi, nhảy đi, đúng rồi. Mày bỏ gì ở đây, lại đây rồi. Mày bỏ thằng gì ở lại đây rồi. Mày bỏ thằng gì lại đây rồi, mày nhảy đi con. Mày nhảy mày chạy đi. Mày bỏ đồng đội. Mày bỏ đồng đội là mày là một thằng súc vật. Biết ngay mà rượt giả bộ rượt thằng chiếc tên này là nhảy ngay. Cứ đùa. Rồi thằng nít nó quăng sầm lờ thằng chiếc tên này luôn rồi. Ở anh top này có vẻ như đe rất thua kiều dây si à. What the hell. Thua 2 mạng luôn rồi. Thua cay luôn, thua đắng luôn á. Thua nặng luôn. Tôi về đây em ơi, ông đừng có chết. Tôi về ông ơi. Rồi món đầu tiên thì mình sẽ lên phải nói là tam hợp kiếm. Đấy, rất là mạnh luôn. Ôi, dịch về đi dịch ơi. Không up ơi. Nên đặt đúp sâu. Như phải đái một ngày mai đi.
Giờ Van có vẻ như là đang farm rất là ổn định, cũng như là gắn rất là ổn định. Giờ Van quyết định tiếp tục gắn mít. Vì Jesu có vẻ như là không chạy được ở bữa combo của Gia Van. Giết quyết định leo lên bay nghe tâm bò tùm lum luôn. Đang biết không trời. Tôi bê cái chị thôi. Mày solo không? Chấp quá luôn á. Tao chấp quá luôn. Kiệt sức luôn, what the hell. Mày chấp quá luôn nè. Bố mày chấp quá ấy. Quá tuổi gì. Coi như là Gia Van gần mít rất là thành công. Đấy, ngon liền. Ngon liền, farm là ngon liền. Đấy, bạn nhích bạn nhường cho mình farm hết luôn, quá là phê luôn. Lúc đầu thọt tí là do thằng cờ hó Lê Sinh nó găng bót nhiều quá, nó càng bót luôn. Ok, mình xin cách thông báo một chút đó là mình đang có bán ad ở trên Facebook mà nha anh em ơi. Này. Rồi, bố mày bỏ đó. Mình đang có bán ở trên Facebook mình giá cực rẻ luôn nha anh em ơi. Anh em nào muốn mua thì anh em hãy inbox Facebook mình, tại vì mình mới nhập về cái lô ad rất là rẻ luôn. Rất là có nhiều skin hiếm, nhiều skin xịn mà rất là rẻ. Lên Facebook mình sẽ để dưới nha anh em ơi. Đấy, cần dít cái cầu vò nãy giờ phèm phê vậy đấy. Họ nhích cái câu máu kinh này. Giờ mày quế gà. Là heo. Mình farm tí nữa có đủ tiền mua tạp kiếm rồi mình về luôn em ơi. Cũng gần đủ rồi, thiếu 1.000 tiền nữa. Rồi dít nó quăng sờ mà lời luôn em ơi. Kiểu này thì bót bạn sao mà chơi. Dít mình phải nói là biết dít. Sạc. Mày ui. Mất nhịp rồi, đọc phát. Mất nhịp rồi. Đậu đen đó. Định tóc biến lên chơi luôn mà ai ngờ nó nhảy mọi người còn tóc biến nữa. Quỳ. Jesus nó về ba lần rồi chưa được về. Rồi. Jesus về ba lần rồi chưa về. Chơi luôn chết đời chơi luôn. Chết nó biến về luôn đúng rồi. Nó hết mana rồi. Bố mày còn 2, được không? Được không? Được không? Được không bạn? Được không bạn? Bạn listen mình xuống đây luôn bạn ơi. Đậu đen mà. Mình nhảy hộ nè. Né nhẹ nè. Chưa không? Quy vào. Quy vào đây. Cho mà quy nè. Nãy mình nên bật E trước khi bay vào rồi nè. Mày chờ hó này chết ngay không một luôn. Không một đúng rồi, thằng này mình nãy giờ mới chết con mạng hả? Ủa, em chỉ 2 con rồi, nãy giờ 4 luôn hả? Anh đây rớt 66, anh đi 77 em đang chủ luôn, bye bye. Băng chủ luôn. Băng chủ lên. Cứu mình. Sặc. Cái e. Rồi mày. Ê, nó đéo quy mình. Cạn lời luôn. Trời, đúng định rồi, để cho anh biết nha, xuống mẹ. Định outplay nó bằng cái e. Đúng rồi. Mình định outplay nó bằng cái e. Stone nó đấm thường nó chết luôn, ai ngờ nó đéo quyền cái. Ngon dữ ơi. Ơi, tại vì em thành Jesus nãy rồi xong Jesus anh ok, và anh em nào có ý kiến nào hay thì mình đừng quên bình luận phía dưới nha anh em. Mình sẽ xem xét từng cái ý kiến của anh em để mình làm trong thời gian sớm nhất. Cái nào dễ nhất thì mình làm trước thôi anh em ơi. Nào khó thì mình sẽ bỏ qua, có thể là mình sẽ làm sau.
Cái boss thì nó 0115 Safety Style. Vâng, một phong cách phải nói rất an toàn nhưng mà anh ấy vẫn chết 1 năm. Mày chơi không mày? Xì tuôn cái nhẹ nè. Nó nhảy vẫn kịp kìa. Fuck. Chắc chắn là cái stun của mình là hồi nhanh hơn cái nhảy của nó rồi. Nên lần này nó sẽ không nhảy được. Mày chạy hộ luôn bạn ơi. Bạn ơi, Di nè, Di nè, Di nè. Rồi bỏ nó. Đập xong lo lên ngay. Build đồ Hàn Quốc có khác anh em mà. Mạnh chưa nè. Mạnh chưa. Hả? Bị đồ Hàn Quốc của giấc đây anh em ơi. Tao lo nè, tao lo nè. Đậu. Nãy em mới là một pha đúng rồi không? Em rồi giờ nhậu, em bật đồ cát xong về xua nước gì á. Là em hát là một đánh được. Nhảy, nhảy, nhảy nè. Vào đây man, vào đây, vào đây. Chơi không man, chơi không man. Insist, insist, insist nè. Insist nè, insist nè, insist nè. Cái E, cái E, cái E, cái E. Ok. Let's go, baby. Oh. Rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Nà. Rồi, tiếp theo món này, đó là cái món Wood Strat. Rồi, Yasuo có vẻ như rất là yếu, bị đe rất đập sắp mặt lờ luôn. Em không biết là ba là một quýt như con. Đe rất trong khi đó không ba và Yasuo là 1 năm. Hai thánh kèo này phải nói là đang cân hảo. Một phải quy rất là thốn. Vâng. Đây đó vẫn đang thề cái sức mạnh đáng sợ của anh. Mặc dù anh đang phích vải đái luôn. Anh chắc tướng thì đây đó thôi đúng không? Ờ. Kéo lại rồi, đập thương rồi, quy liên tục luôn, có rồi trong đó đây đó. Màu trắng, màu trắng. Màu vàng vô, màu vàng vô. Màu vàng rồi. Kỳ ra cái gì vậy? Cái bản bổ trợ. Trong skill tức thì sẽ xài không tốn mana hoặc là là nổ. Tao cái nổ không? Chắc có chứ. Nhảy đi rồi, đậu đen đó. Cái đồ Hàn Quốc trong đó sẽ là cái tay mọc kiếm, móng vuốt Steras cũng như là Gumo Yang. Lên 3 món này là đủ thắng game anh em ơi, không cần nhiều. 3 món là đủ win game. Gì này, gì này. Đậu. Ê! Sạc giết đâu rồi, giết chết rồi, là mình chết hai mạng ngu người rồi. Nãy giờ đang xanh xong rồi đi theo vật nồi giết chết hai mạng. Fuck. Không có ngu, không cần các bạn thấy không ngu rồi nó yếu xìu à, nó mới có 4-1 à. Né thường ba cái quay luôn chơi luôn bên. Ờ, phải không ngu. Không mang bản sắp liền. Rồi có chuối này mới có chuối nè. Cái này mà không có chuối này thôi bỏ game nè. Nhưng mà không giết được là bỏ game nè. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi đúng rồi. Let's go baby. Ngon. Hàng về. Bê nát cái chỗ boss không mà đi găng này mà. Ví như là chỗ boss là chỗ đầu. Bê. Đấy ở dưới boss luôn, hồi nào xuống đây mình cân hết. Giờ mình mạnh lắm rồi. Giờ mạnh lắm rồi. Ờ bê chủ luôn em ơi. Chủ hoa nè, chủ hoa, chủ hoa nè. Chắc như ông là đập hết. Chủ hoa nè. Chủ nè. Nhảy. Mày chơi tao, mày chơi tao. What the fuck man, what the fuck man. Mày chơi tao. Tóc biến nhẹ cái nè, thôi là chết.
Thôi về mình vô chết thôi còn mà lưu ông. Ô thằng Jason nó xuống. Ờ à, đây này. Ờ biết rồi, nó biết rồi. Cái blue mình ăn cái nhẹ nè. Blue rồi. Mít luôn. Ồ cái nó bèo trộn với mấy. Ê tao ra nó giết tao luôn mày. Đâu quýt luôn. Đây đó nè. Mày tú. Sặc biết ngay mà. Thôi kệ, hy sinh vì tem. Rất là cao kệ. Cứu giết kìa, chúi ơi. Rồi luôn. Đây rất được sao lại. Rồi tê đi lên để đếp chù rồi, rất hay. Đúng rồi, ngon dream. Mình phải đi farm ở đây mà, nãy giờ thọt quá. Nãy giờ đi di chuyển khá là ngu người. Bây giờ từ rất là xanh, giờ cũng thọt tí. Không sao, vẫn xanh. Giờ bắt farm luôn. Tí về lay bố mày kìa, gõ hết. Ăn được Penta kill luôn. Ngại ngon vậy đó. Cái bản này, cái bản sóc điện này mình mang cho cái build đồ dắt Hàn Quốc đó là kiểu dùng đam anh em à, bay vào có thủy kiếm đập cái chết luôn. Còn mang cái build mang kiểu cái bản mà sẵn sàng tấn công là cái build đồ đánh tấn tay. Chắc là không cần bè. Chạy hổ cái đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy nhanh dữ vậy. Cái đầu phòng rồi không kịp. Fuck. Rồi nát rồi. Thôi kệ tem mình vẫn farm, ok. Vẫn farm thôi. Binh chấm hỏi cái gì, binh trợ giúp cái gì, bố mày farm, ok. Để chúng nó. Sao bị cấm sư dễ nè quỳ. Quỳ. Bị cướp sư dễ luôn. Vâng, phải nói là vải đái này. Dễ mang con ngang nè. À, fan này có blue nè, fan này có blue nè. Có blue mà. Ngon. Ăn lì. Ok, về. Móc được con mà luôn là phê rồi. Ok, nice. Quá đại luôn. Rồi, miếng gì nhà mua đồ ấy. 3 món, 1 phút thứ 20 cũng ngon. Rồi. Giờ lên à. What the fuck? Quanh quăng quăng W ngu vậy đấy. Món tiếp theo mình xin lên đó là cái gương vô danh anh em ạ. Món này phải nói là rất mạnh cho dắt. Mà nãy giờ mình không lên. Hoặc là mình có thể lên sau món thứ ba. Giê-xu hả mày. Giê-xu nè. Lướt nè. Đập nè. Rồi đây. Lướt nè. Lúc nhẹ các bạn. Giờ mình có thể tự tin mình nói rằng tem nó mình cân 5 cũng được. Anh em hiểu không? Cân 5 đứa luôn. Sợ gì? Nó cái trình độ cũng như là cái món đồ này cân 5 là chuyện thừa thải luôn à. Cân 10 cũng được nữa. Như suy vậy? Tô nãy ơi. JC mạnh vậy. JC. Cái đậu. Tao hỏi listen bố mày game. Gì JC mạnh như ta. Nó phát cái đập tao sắp mặt lờ luôn. Chết còn chừng chết. Listen nó đang ở đây à.
Đó, lấy xin rồi. Rồi xong xong. Xong. Bye bye see you again luôn. Xin nó hơi bị chắc tay á. Ông bắt tên á, thằng nào lấy cũng xanh á. Đâu, vậy xua phải giết mẹ luôn. Rồi lên top farm cái nhẹ nè. Đấy, farm đủ thể loại luôn. Các kiểu con đại điểu luôn. Farm hết tất cả mọi lane. Bot, top, mid, farm hết. Thánh farm là ai? Thánh farm là Bill Sugi đó. Thẻ rồi, sư giải mid kìa. Thẻ sư giải mid kìa. Cờ hó gì nè. Thích mấy cái bê trụ. Thù à, mày hiểu không? Chiến thuật à. Okay. À mày. Mày chơi tao, mày chơi tao. Hồi máu, hồi, hồi nè. The fuck. Cảm ơn luôn. Tóc biến chạy luôn. Né, né, né liền, né liền. Úi dồi ôi, cái đầu phân. Có tay le luôn rồi. Ôi, chơi xây nha. Yesu, Yesu nè, Yesu nè. Còn ai nữa? Ê, mày né chúng ta win. Đậu phộng. Xuống mít farm tới đây mày. Rồi, ngon rồi, câu giờ quá ghê. Rồi. Phát mà chứ. Ghê mọi lần. Ok, ok, ok. Bóp nó đẩy ra đi. Bóp, 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 bóp. Cờ hỏi là 05 sao đẩy chủ nhanh vậy? Đồ nó bắn gì cơ mày? What the fuck 05? Bắn chủ của tao, mày xong rồi. Nhảy, nhảy. Nhảy đi. Gắt. Gắt, tóc biến luôn rồi. Là biết nó quay ra tóc biến rồi. What the fuck? Vãi, vừa nhảy vừa tóc biến xong rồi đẩy rờ tao ra nữa. Gắt thì không tài nào được đâu luôn á. À gì 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 gì. Xì tuôn cái nhẹ nè. Xì tuôn cái nhẹ nè. Không hiểu sao Yavan vẫn chết, what the fuck. Vậy xì giờ tao gõ như con ai quýnh lại nữa. Đấy tao chưa về nhà tao mua đồ rồi. Tao gõ nó như con. Đấy. Gương vô danh. Ờ mình sẽ lên thẳng với nó là cái giáp hồi sinh luôn. Thằng nào không quýnh lại tao lộn. Thằng sao tao lại không quýnh lại Jesse được. Bố mày tí lên gương vô danh. Ồ tí lên là giết thiên thần. Nó là giết khổ bố một cái luôn. Đã mạnh rồi còn giết thiên thần là bất tử luôn anh em. Rồi combo Yesu yếu phải đái luôn. Yesu phút 25 mới lên được cái hai món rồi sao chơi. Dạ đi em bị đâu cầm này á. Ủa combo à. Bao rồi giống như boss tao farm. Tao đẩy trụ nát trụ luôn. Mày, mày giờ tụi nó không về đếp đi. Giờ mày kêu tụi nó không về đếp đi. Là nát trụ ngay. Đấy, giờ tụi nó không về đếp là nát, nát trụ ngay. Họ nát trụ liền, nát trụ liền. Nát trụ liền. The fuck. Không về đếp đi. Yesu mà vào đây mày, mày đặt chọc quy tao à. Nó không gì đép mà nét nguyên cái trụ nhà lính luôn rồi mày thấy không. Không gì đép là nét trụ nhà lính ngay, nó phải dạng vừa đâu. Không mà lù à, có tay, rượt nó, rượt nó, rượt nó. Họ giết thằng Yesu trả lành em mà. Này nó yếu xìu à, giết dễ.
đâu rồi, nó biến về luôn rồi. Thằng này khôn đi. Càng ngày tem nó phải nói là càng tiến hóa này mà, càng ngày nó càng khôn rồi. Giê-xu nè, tiến hóa theo lộn kiểu rồi. Người ta từ khỉ vượng thành người thanh niên này, từ người thành vượng lại luôn. Simon Jay-C nè. Đậu. Chúng có quy của nó mày. Không, chúng cái quy của nó là mình cân được luôn rồi. Còn hỏi là sinh này đánh gắt thiệt, đã quy chuẩn thiệt thì bốn sát luôn, không hết, không phải dạng vừa. Vì sinh ngơ rồi. Giờ món tiếp theo là có lẽ mình sẽ lên là gì đây, kiếm súng hết tết à? Không, không cần, gọi là khiên băng anh em à. Đi nữa về là khiên băng. Bộ nó giết mình bằng niềm tin. Thanh niên gia văn tự đóng tự bóp lòng tự bóp luôn. Ui. Phải đi. Phải, trên top này làm tele lên mình bê một cái là nát trụ liền. Top nó không đếp là một giây sau nát trụ liền, coi nè. Chấp quái bê trụ luôn. Chấp quái bê trụ luôn rồi. Một con đủ bơ nát cái trụ rồi. Tụi nó không về đấy mà tụi nát trụ ngay. Rồi. Ai xuống? Nào xuống. Xuống đây đập hết, tao có giáp hồi sinh mà. Ok. Relison giết tao nè. Giết tao nè, chơi luôn, bắn trụ luôn. Rồi nhảy lên. Đúng rồi. Đúng rồi, nhanh nha, tôi được chơi đó rồi, em ấy xong rồi đập rồi. Mày nè, cho hồi một đập nữa cây. Fucking vào xịt luôn. Ý mày sao? Áo mày xì. Ok, GG anh em nha. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em vào đường sau. Bye bye.